Xin kính chào tất cả quý anh em đã đến VDH Audio. Ở trên màn hình hôm nay đấy thì tôi muốn làm một đoạn ngắn ngắn về cái loa bass dành cho lắp cho trên cho những cái loa kéo công suất lớn của bên DH Audio. Thường thường anh em hay hỏi về cái loại loa bass mà lắp ráp cho bên tôi như thế nào, thì đây là một cái loa bass 50 côn 75 từ 190. Đấy, những cái loa mà sườn nhôm rất là đẹp. Những cái loa này thì phải dùng những cái mạch mà công suất lớn. Phía trên này có cái cặp là loa và âm ly này. Đã có anh em quan tâm và hỏi giá rồi. Thì cặp này tôi đang cho đi để dọn kho rất là rộng để làm hàng trong dịp cuối năm này. Đây. Rất là đẹp. Có cả Bluetooth, dây dựa, dây loa âm ly 2.1, cặp loa bát Akisui rất là đẹp nhé. Đây, anh em nào mà quan tâm mà muốn ngã hơn nữa thì có thể quan tâm về nhắn tin vào Zalo. Còn quay lại với vấn đề loa kéo 5 tấc đơn hay là 5 tấc đôi thì anh em có thể inbox vào Zalo, và những anh em nào muốn đặt hàng loa kéo 5 tấc đơn mà hoàn thiện ấy thì tôi sẽ lắp hoàn thiện và được lắp những cái đồ tốt nhất của loa kéo cho anh em về chơi. Vì tôi chỉ nhận đặt những cái đơn nào của anh em cần tôi ráp thôi, chứ không ráp đại trà như một số các cái hãng người ta bán số lượng rất là nhiều. Nhưng mà tôi chỉ nhận ráp theo loa của anh em, một khi nó cần những cái đồ chất lượng thì có thể liên hệ. Rồi, rất là cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video.